liên quan đến hướng dẫn sửa đổi bổ sung hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Bộ Y tế cho biết đã bổ sung bản kiểm trước khi tiêm chủng và nêu rõ việc thận trọng tiêm chủng cho trẻ em khi có tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào. Theo đó, ở phần sàng lọc, bản kiểm trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đối với trẻ em gồm có các công việc như đo thân nhiệt, nhịp tim. Có 8 yếu tố mà người khám sàng lọc cần quan tâm, đó là hỏi tiền sử rõ ràng phản vệ với vaccine phòng COVID-19 lần trước hoặc là các thành phần của vaccine phòng COVID-19 đang mắc bệnh cấp tính, mạng tính, tiến triển, tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào, rối loạn tri thức, rối loạn hành vi, mắc các bệnh bẩm sinh, bệnh mạng tính ở tim, phổi, hệ thống tiêu hóa, tiết niệu, máu, nghe tim phổi bất thường, phản vệ độ 3 trở lên với bất kỳ dị nguyên nào, ghi rõ tác nhân dị ứng. Các dấu chỉ định trì hoãn khác nếu có cần ghi rõ.